Sáng ngày 5 tháng 2, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã có buổi đón tiếp và làm việc với ông Takio Yamada, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn ngài đại sứ cùng phái đoàn đã dành thời gian tới thăm trụ sở chính Vietinbank nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Đồng thời, tin tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, mà tiêu biểu là sự hợp tác chiến lược giữa Vietinbank và MUFG Bank. Ông Lê Đức Thọ đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, đặc biệt là những khó khăn thách thức và thời cơ trong đại dịch COVID-19 và kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank năm 2020, mục tiêu năm 2021. Nhân dịp này, ông Lê Đức Thọ cũng thông tin tới đại sứ Nhật Bản về kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó là mối quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác chiến lược Vietinbank, MUFG Bank nói riêng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takio Yamada đã bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, đại sứ đã chúc mừng cá nhân ông Lê Đức Thọ được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông Takio Yamada cũng chúc mừng và bày tỏ ấn tượng trước những kết quả kinh doanh của Vietinbank trong năm vừa qua. Cũng tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi thêm thông tin về kết quả hợp tác giữa Vietinbank và MUFG Bank, đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ chính phủ Nhật Bản và từ các bộ ngành của Việt Nam để mối quan hệ hợp tác giữa Vietinbank và MUFG Bank trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật Bản, Việt Nam vào năm 2023. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.